Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư một lô đất nằm ngay trên quốc lộ 14C, có chiều ngang mặt tiền đường đất lớn là 6m, với tổng chiều dài mặt tiền của mình là được 110m và chiều sâu của mình là được 132m, với tổng diện tích ở trong sổ là 10.000m2. Đo thực tế là 10.400m2 nha quý cô chú anh chị mình nha. Dạ thì hiện tại là lô đất em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nằm tại ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Lô đất em giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình là nằm ngay trên trục chính của quốc lộ 14C dẫn ra đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường chợ trạm của Hưng Phước, Phước Thiện mình, rơi vào bán kính là 6,5 km. Cách khu dân cư nhà ở sẽ dao động vào từ 500 tới 1.000m2. Và con đường em giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư, từ đây chạy thẳng là sẽ là đường thông. Đường này sau này đã mở rộng là 28m, đã có ngân sách rót về 150 tỷ ở đây, để sau này sẽ mở đường lớn nha quý cô chú anh chị mình nha. Thì con đường này dẫn trực tiếp sang Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phước Bình nha quý cô chú anh chị mình nha, gọi là đường liên tỉnh nha quý cô chú anh chị mình ha. Thì từ đây là con đường thông dẫn đến những con đường em vừa giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình đó. Và theo tuyến đường ngược lại thì từ đây chạy thẳng xuống là sẽ ra khu dân cư, ra ủy ban xã của Hưng Phước và Phước Thiện. Còn đây là cái ranh giới đầu tiên của lô đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Từ cái vườn điều này của mình hát thẳng lên phía trên là 110m đó. Và cái mặt tiền của mình là sẽ được 110 và chiều sâu của mình là 132 nha. Bây giờ tí nữa em sẽ di chuyển cái mặt tiền này sau. Bây giờ em sẽ đi thẳng cái chiều dọc này giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình được biết rõ trước. Tí nữa em sẽ di chuyển lên đầu kia để giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình xem sau nha. Thì trong thời gian xem video của em, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em luôn. Đất của mình hiện tại là đất đỏ pha sỏi, đất cao hơn mặt tiền đường. Và trong cái tổng diện tích đất của mình là được phun điều hết nha quý cô chú anh chị mình. Đây ha, đối diện với cái lô đất của mình là vườn cao su. Đó, thì bây giờ em sẽ di chuyển hết đây để quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Đó, cái này là gọi là đường quốc lộ 14C nha quý cô chú anh chị mình. Và quý cô chú anh chị quan tâm thiện chí thì kết bạn Zalo với em để em gửi hình ảnh sổ sách cho nhà mình cùng tham khảo nha. Sổ của mình một cái con đường này là thẳng tắp luôn là 132m nha cả nhà mình ha. Còn trên của mình là điều phun này và được chủ tỉa nhánh rất chi là đẹp luôn. Đó đây ha, điều này đã được thu chính nha quý cô chú anh chị mình. Đất rất chi là bằng phẳng, không gồ ghề, không hố bom. Đó, phù hợp cho phân lô tách thửa. Nếu mà mình tính với tổng diện tích này 110m mặt tiền đường quốc lộ đó mà chỉ có giá là 2 tỷ 500 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì trong thời gian em quay video, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nán lại chút ít thời gian để xem video hết với em nha. Và quan sát hết được cái nguồn đất mình cần quan tâm luôn nha. Em sẽ đi hết từ đây xuống dưới đuôi để em quay cho cả nhà mình cùng quan sát luôn. Đó, đất là cả nhà lưu ý này, em đi là đất rất chỉ là bằng phẳng luôn, không gồ ghề, không nhấp nhô một xíu nào luôn. Và sổ của mình hiện tại là đất trồng cây lâu năm đó. Và sổ của mình là bìa màu hồng và công chứng được trong ngày luôn nha quý cô chú anh chị mình nha. Cả nhà chịu khó theo dõi với em nha, tại vì em sẽ quay hết tổng cái diện tích đường trước và đường sau để cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát được hết cái nguồn đất mình cần quan tâm nha.
Và trong thời gian xem, cả nhà có thể bấm trực tiếp vào kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để theo dõi những video em quay và gửi lên cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo nha. Và đặc biệt sau cái kế với cái lô của mình là có một mặt tiền nữa này cả nhà mình này. Đó, đây để em đi ra em quay cho cả nhà mình xem ha. Đoạn đây nha cả nhà, đó, ở đây là một cái mặt tiền cũng là đường thông luôn. Từ đây mình chạy thẳng ra khúc đó cua ra cũng là ra đường DT759B. Còn đường điện ba pha là ngay trước mặt mình. Đây, đối diện với lô cao su là cái mặt tiền của mình được 110m. Còn cái chiều dài này của mình là được 132m. Còn đây là cái phía đuôi đất của mình ha. Đuôi đất của mình là giáp danh với lô cao su kế bên. Bây giờ em sẽ di chuyển và quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Ở đây đã được phân biệt bằng đường mương múc này cả nhà mình này. Từ đây là tới đuôi đất của mình và sang bên đây là hết ranh giới đất của mình nha. Đó. Cái này cả nhà cùng chịu khó theo dõi ha. Em sẽ quay hết toàn bộ tổng cái diện tích đất để cho quý cô chú anh chị mình nắm bắt được. Và em xin nói rõ cái mặt tiền quốc lộ 14C của mình là cực kỳ phát triển ha. Thì quý cô chú anh chị đã biết là đường đó là đường thông liên tỉnh. Từ Phước Bình là sang Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk ha cả nhà mình ha. Mặt bằng rất chi là bằng phẳng luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển lên góc kia và em quay tiếp cho cả nhà mình cùng quan sát nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị, hiện tại là em đã di chuyển tới cái góc thứ ba. Gọi là cái góc thứ ba là từ cái đoạn đầu đuôi bên kia đó. Em quay em đi vòng lên cái lô cao su này. Tại vì cái mặt tiền của mình là 110m. Nhưng mà thực tế là cái đuôi của mình rất chi là nở hậu thì nó bự ra ha. Thì là em phải đi nó phải nó cỡ cả 200m cái đoạn đuôi của mình nhá. Thì từ đây mình di chuyển lên cái mặt tiền là quốc lộ 14C trước mặt mình rồi nha. Bây giờ em sẽ di chuyển thẳng lên cái mặt tiền cho cả nhà mình cùng quan sát ha. Đây em sẽ di chuyển vào trong vườn để cả nhà mình cùng quan sát được điều và các thứ luôn ha. Đó. Đây này cả nhà, đường mương múc của mình là đã có rất điều và múc một mương. Đó, kế bên là lô cao su và bên đây là lô của mình. Dọc cái bờ danh của mình là chủ nhà đã trồng cây xưa này cả nhà ha. Đó. Cây xưa là cũng có vành lớn, vành nhỏ, tùy theo cái năm tháng mà chủ nhà trồng. Còn đây, đất của mình là đất đỏ. Đất này giặc đất đỏ, đỏ đỏ luôn ha, không pha sỏi luôn. Đất đỏ thịt, đất đỏ ba gian, rất chi là phù hợp trồng cho cây ăn trái và các thứ. Đẹp cực kỳ luôn cả nhà mình nhé. Bây giờ em sẽ chạy thẳng lên cái mặt tiền để quay cho cả nhà mình cùng quan sát nha. Bao la rộng bát ngát luôn. Thì em cũng vừa nói rõ đó, cái lô đất của mình thực tế ở trong sổ là 10.000. Thì mình sẽ mua bán theo sổ hai cả nhà mình ha. Nhưng mà thực tế cái lô này ở ngoài thì cả nhà mình nghĩ đi. Cái mặt tiền là 110m mà đuôi của mình là được 132m, mà đuôi của mình nở ra là 200 mấy, thì cả nhà mình nghĩ là cỡ nào cũng phải hơn 1 hecta đất. Đó. Nên nhưng mà mình chỉ mua và sở hữu đúng thực tế theo trong đất của mình. Chủ nhà bán với giá mặt tiền đường quốc lộ 14C này là giá là 2.500.000.000 nha quý cô chú anh chị mình ha. Đây. Đẹp lắm cả nhà mình ơi. Bây giờ em sẽ di chuyển ra cái mặt tiền đường để quay cho cả nhà mình cùng quan sát luôn. Rồi em ra tới mặt đường rồi này. Đó. Đây là mặt tiền đường quốc lộ 14C ha cả nhà mình. Đường này sẽ mở rộng là 28m nha cả nhà mình nha. Còn ranh giới đây đã có đường mương múc rất chi là rõ ràng luôn. Đó. Và từ đây chạy thẳng xuống là phía dưới, lúc nãy em đứng ở dưới. Em quay ngược lên cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát luôn. Thì em xin phép giới thiệu lại là cái lô đất của mình nằm trên quốc lộ 14C. Sở hữu mặt tiền quốc lộ 14C này là 110m với tổng diện tích là 10.000m2. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 2.500.000.000, có bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình. Và con đường này trực tiếp là con đường thông liên tỉnh dẫn từ đây sang Đắk Nông, Phước Minh, Bù Gia Mập, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk ha cả nhà mình ha.
Đó, nên quý cô chú anh chị nhanh tay liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032-9393-717 nha. Đó, và đây là lô cao su. Đó, còn con đường này chạy thẳng một con đường này thôi, không cua đi đâu hết, là sẽ ra được đường DT759B, hay còn gọi là trung tâm trường chợ trạm của Hưng Phước và Phước Thiện, rơi vào bán kính là 6,5 km nha. Còn đây là cái mặt bằng, cả nhà mình quan sát thế này là biết mặt bằng rất chi là bằng phẳng luôn. Đó ha. Thì nãy giờ là em cũng đã giới thiệu đầu đuôi ranh giới của cái lô đất nằm tại ấp Tâm Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị mình. Đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây. Cả nhà liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ghi dưới màn hình là 032-9393-717, đồng thời cũng là số điện thoại và Zalo của em luôn nha. Dạ, em xin phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua.